Chào tất cả anh em, mình là Đại đây. Mình lại tiếp tục lên một bộ đồ nghề hoàn hảo mình gửi đến anh em. Một bộ combo đồ nghề 140 chi tiết, một bộ đồ nghề mà mình đánh giá phải nói là rất đầy đủ các mặt hàng thông dụng mà anh em ta hay làm nghề hoặc sử dụng trong gia đình. Một bộ nó khá là nhiều nên mình sẽ nói nhanh một chút để anh em ta nắm hết các mặt hàng. Đầu tiên là cái bộ combo 15 cây tô vít, đủ các mẫu và 3 cây dùi nhọn là tổng 18 cây. Và bộ combo mũi đục gỗ của Nhật, bộ này là thép thủ công, nó làm bằng tay nên những cây nó sẽ không đồng đều như nhà máy nha anh em. Trong này có những cây nhọn, hai cây nhọn và cây 6, 8, 12, 15, 17, 18, 24, 3 cây 24 để dự phòng cho anh em. Lỡ có hư cây này có cây khác gì không. Và một bộ kìm 13 cây. Bộ kìm chuyên làm nguội. Đầy đủ các mẫu kìm thông dụng cho anh em ta làm những công việc sửa chữa cắt gọt. Và một bộ cờ lơ phải nói là độc. Trong này là một bộ cờ lơ phải hoàn hảo luôn anh em, từ 8 tới 32. Trong này có 8, 9, 8, 10, 10, 12, 10, 13, 13, 14, 14, 17, 17, 19, 17, 21, 19, 22, 21, 23, 22, 24, 21, 26, 24, 27 và 26, 32, những số hiếm. Và nó kèm theo là những cái cây mở đa năng của nội địa Nhật. Cây này nó mở được từ 17, 21, 24, 26, 28. Và những cây mở ti, mở cái ti ben thị lực. Và một bộ kìm chuyên làm nguội, kẹp những chi tiết không bị trầy xước gồm 5 cây. Và một bộ vít SK11 chuyên bán ốc lục giác. Và một bộ vít mũi mình kèm bãi mình kèm theo để anh em ta dặn những cái ốc ho thị ba kê dẹp đó. Và một bộ tiếp chuyên mở ốc và mở những chi tiết xe tải, xe máy, đó, ô tô gì luôn, nói chung là khá đầy đủ. Bộ tiếp này nó gồm hai cây 12, một cây lắc léo này, và một cây 10 tiếp T 14, 17, một cây 22, cây lục giác chữ T số 10 nha anh em, cây này hay vặn nè. Và một cái bộ tiếp chữ T 8, 10, cây cần 17, 21 và một cây tiếp chữ L 12, 17. Đặc biệt là cái bộ khó này khá đầy đủ. 8, 9, 10, 12, 12, 14, số 15, 17, 14, 17, 19 và 19, 21 và 17, 21 và cây 24, 27, những số hay xài không. Và một bộ mở khó bầu khoan. Anh em ta mở khó khoan cầm tay hay khoan bàn gì cũng được. Cây sưởi ron, cây phíp mở buji, cây đã dặn xây cáp nè anh em. Đó, cây này nó hay xài đó, anh em ta quấn đường điện đó. Và một bộ kéo, kéo cắt tôn và kéo cắt vải đó, anh em ta vừa cắt ron, cắt tôn mỏng. Và đặc biệt có một cái bộ dũa Nhật Bãi gồm 16 cây, đủ các mẫu dũa cho anh em ta sử dụng. Bộ này mới khó lắm mới mình mới soạn ra được anh em. Và cây cần tiếp 17 21. Và một cây mở rút ốc, chuyên mở ốc ngủ nè. Ốc ngủ ốc tán có mũ. Và một bộ combo ba cán búa Mỹ để anh em ta đóng đầu búa Nhật. Và một bộ lục giác cơ khí. Bộ này là bảo đảm anh em ta bao xài luôn á, từ 4 tới 12 ly. Mình soạn khá nhiều cây thông dụng cho anh em trong đó nó đỡ sử dụng. Bộ này là hàng bãi, chất lượng châu bò luôn. Cây cưa lộng, cây cưa sắt của Nhật còn nguyên lưỡi. Và một bộ combo búa gồm 5 cây. Trong này có một cây búa võ sĩ hàng này. Cây này là đầu hợp kim để anh em sưu tầm 700 g. Búa gò đầu vuông 450 g. Búa gò hai đầu tròn 350 g. Cái búa võ sĩ 300 g. Búa gò tôn vô đầu mỏng 300 g. Và một cái kích ren 500 kg để anh em ta nâng những cái vật nặng hoặc nâng bánh xe, nâng xe máy ô tô gì đó. Và một cái bộ chấn bánh xe ô tô, xe tải. Thì mình một cái bộ hoàn hảo như thế này là đầy đủ cho anh em ta làm nghề hết rồi, không cần phải mua sắm gì thêm. Bán giá thợ cho anh em là 3 triệu chưa phí vận chuyển. Với 3 triệu anh em lên bãi cũng không lụm được cái đống đồ nghề như thế này đâu. Gặp anh em hàng bãi khác mà gặp cái bộ này là anh em chỉ bảo là chốt ngay thôi. Quá xa rẻ cho anh em. Hàng chất lượng xịn sò không? Hàng bao xài bao đâm luôn. Rồi, chỉ có một bộ này thôi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ mình. Xin cảm ơn anh em.